Sorry. Hello Eva Maria. Hello Ray. Hello Lee. Lấy 50, lấy 50. Em đợi gì? À, em đi đây. Lành nhiều rồi nè, vừa đi sửa đậu lành mới lùa mấy hột tráng ra rồi, bớt sưng nữa rồi mấy hột đi sướng, bị mủ nhiều quá nè, con nặng cái đoạn đi rồi.
nên lành rồi. Thương cho tôi ngày ấy, miếng
Alo. Chị Hương đúng rồi. Chị 5 giờ chị rảnh, 5 rưỡi chị bằng rồi. Hôm nay 5 giờ thì em làm. Rồi, tên chị. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi. Hàng 5 giờ. Nhung 5 giờ ngon nha. Ê, 5 rưỡi khách rồi nè, Nhung biểu 5 giờ đó. Mới này nó nhiều nè, nhiều mà nhanh hết mất kia à. Mới đỡ nè. Mới này trước ít hơn chứ. Mới này trước ít hơn chứ. Không, má đây bữa là mụn dai nhiều lắm, không nhiều lắm. Mà bên kia bị viêm thôi. Có phải là bị viêm cái đoạn dưới kia. Alo. Còn em đến đi. Năm rưỡi em tới thì người khác làm gì cũng làm được. Chị bận khách năm rưỡi rồi. Có thợ chị làm. Thì 5 giờ hơn chứ đó, chứ còn 5 rưỡi chị không làm được. Em đợi hoặc là người khác làm. Thì em tới gì rảnh thì chị làm, không rảnh thì em phải đợi thôi. Đi đi. Alo. Alo. Nghe. À, ra quán ăn không ăn nhà. Cho em được ăn ốc rồi một nướng gần nhà này sau lưng nhà mình kìa, có quán kia ăn được kìa, quán ít người ăn khỏe hơn. Ok, bên mình có lẩu luôn mà. Thôi nhà đi, cứ chờ nó làm đi. Thôi. Tụi với Duyên nó mua mang bao tay làm Lan gì hơn quá. Duyên Lan đi nha. Ủa, nó mệt lắm. Quay video đi. Cho tay mua nữa. Bao nhiêu cũng mang tà la rồi. Là bà Susan mới là lên YouTube làm khách đây, tức là muốn xem khách hàng, nhân viên của bạn. Tất cả nhân viên không biết là xem làm việc hay là xem cái mặt mình hiểu, mà nó khó hiểu bởi dịch qua tiếng Việt á, thì môn viết tiếng Anh trên YouTube nó là vui lòng comment bằng tiếng Việt á, dịch tiếng Việt cho mình mới biết mình trả lời cái ý nghĩa họ mới trả lời được, mình dịch qua tiếng Anh mình trả lời được. Toàn tiếng Anh không, dài quá. Được.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.